bạn có biết vào thế kỷ 19 trào lưu đào vàng nó điên khùng đến mức nào không? Bớ làng nước ơi, ở miền Tây nước Mỹ phát hiện ra một quặng vàng lớn, tin tức như một cơn gió nhanh chóng truyền khắp cả nước. Sau khi anh lợn nghe thấy tin tức đó, vội vàng bỏ thùng sữa tươi trên tay xuống, vác theo cái xẻng chạy thẳng đến miền Tây nước Mỹ. Chú bò sữa thức thời cũng đuổi ngay theo sau. Chị gà mái đang làm việc nhà sau khi nghe được tin này, liền cầm lấy cây cuốc chuẩn bị sơ muối tí tí. Mấy quả trứng gà non không muốn thua kém cũng nở ngay tắp lự, muốn tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội trong tương lai. Chú voi đang tắm lại càng ố rề hơn. Nó nhấc nguyên cả bồn tắm chạy ra bên ngoài. Gia tộc ong mật lại còn lố lăng hơn, lao nhanh ra ngoài, tạo thành tư thế sẵn sàng đào bới. Cơn sốt đào vàng càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng có nhiều người hơn gia nhập vào đội quân đào vàng. Ba chú lợn chẳng bằng xây nhà nữa, chú rùa cũng chẳng buồn thi thố gì với thỏ. Chẳng mấy chốc đội quân đào vàng đã chạy ngang qua sa mạc sắc màu, đến vùng đất của người da đỏ. Người ở đây cũng rất thức thời, bày ra những sạp hàng như táo kem bờ la kiếm chút tiền tiêu Tết. Tất nhiên là không thể thiếu món chó nóng bestseller tại Ấn Độ rồi. Con hẻm trước mắt này là con đường duy nhất để đi đến California. Cần người da đỏ thông qua việc bắn cung để đưa người đào vàng qua bên đó. Chú chó này bởi vì chưa cao đến 1m2 nên là được sử dụng dịch vụ miễn phí, ẩm cũng khá là tốt đó chứ. Trải qua 2 tháng đi bộ liên tục, nhóm người đào vàng đầu tiên cuối cùng cũng đã đến được chân của núi chứa quặng vàng. Việc đầu tiên chú gấu làm là treo một miếng thịt bít tết, để sau 75 ngày đào vàng quay lại mang về ăn Tết. Còn thanh niên đào vàng này thì có vẻ khá là may mắn, vừa mới vào việc đã hốt được một cục vàng siêu to khổng lồ. Còn chưa kịp đợi anh phấn khích thì đã bị con cá vàng phun cả đống nước vào mặt. Mà phương pháp của kangaroo đơn giản hơn nhiều, chỉ cần một vụ nổ đơn giản, rồi tiếp đó đến lượt con trai vươn người ra hứng tiền là xong. Mà ngay đến cả đứa con mới sinh cũng không chịu thua kém. Chú chó này kéo từ bên dưới núi một tấm đệm, sau khi kéo khóa ra đã có một đống vàng chảy xuống. Với đống vàng này mang về làm quỹ đen, có khi lại lấy thêm được mấy con vợ, bởi vì những người đào vàng đều kiếm được rất nhiều tiền. Thế nên mấy em gái đứng đường chớp mắt đã được tặng cả đống trang sức chói lóa. Khi ngày càng có nhiều người đào vàng đổ về đây, nền kinh tế địa phương cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng, giá cả cũng vì vậy mà tăng chóng mặt. Quán bar này là nơi những thợ đào vàng thích lui tới nhất, bởi vì ngoài uống rượu ngon ra còn có thể thưởng thức màn trình diễn múa cột quyến rũ, khiến họ quên đi những mệt mỏi tích tụ cả ngày. Tất nhiên vẫn còn có một số người số nhỏ không đào được vàng, chỉ có thể tiếp tục ở bên sông đãi vàng không ngừng nghỉ. Lúc này bạn tốt của anh ta gọi điện đến, đồng thời flex với anh rằng mình đã đào được nguyên một núi vàng, vì để chia sẻ niềm vui với bạn, còn đặc biệt gửi đến cho anh một núi vàng mini. Suýt nữa thì chôn sống anh trong đống vàng theo nghĩa đen. Cũng may người ta bảo đại nạn không chết tất có hậu phúc là đây chứ đâu. Người ta bảo người không có ước mơ thì chẳng khác gì con cá muối. Nhưng quả sồi nhỏ ôm đầy hoài bão và ước mơ này đã bị cơn mưa bất chợt xuất hiện biến thành cá muối. Cậu không thể nào hiểu nổi, tìm một nơi có thể sinh sống yên bình khó khăn đến vậy sao? Cậu nhớ lại lúc mình vẫn còn đang ở trên cây sồi, cậu đã đặt ra cho mình một mục tiêu siêu vĩ đại. Cậu muốn biến thành một cái cây cao to tỏa bóng mát như mẹ mình vậy. Một làn gió nhẹ thổi qua, cậu cuối cùng cũng chui ra khỏi bụng mẹ rơi xuống đất. Nhìn đôi chân, đôi tay bé nhỏ của mình, cậu tưởng rằng mình đã tiến gần đến ước mơ thêm một bước. Cậu ôm theo hoài bão trèo lên một con dốc nhỏ, cậu quyết tâm đóng rễ ở nơi này, nhưng không thể nào ngờ được. Mẹ của cậu lại mắn đẻ như thế, khiến cậu có rất nhiều người em. Nhưng quả sồi bé nhỏ này chẳng khác gì đám cướp, vừa mới sinh ra đã nhảy bục cái xuống, không nói gì mà vùi mình xuống đất. Nhìn 3 mét vuông đất lại có 7.749 hạt sồi nhỏ, có hạt còn để trồi mông ra bên ngoài. Quả sồi nhỏ chỉnh trang lại chiếc mũi của mình bằng ánh mắt kiên định. Cậu quyết định rời khỏi đám không có hoài bão này để tìm kiếm một nơi có thể giúp cậu lớn lên thành một cây sồi cao lớn. Đầu tiên, cậu đi đến một khu gần ngay cạnh sông. Nhìn gò đất vừa ẩm ướt vừa trơn trượt bên dưới, cậu quyết định an cư lạc nghiệp tại nơi này. Cậu bật lên chuẩn bị vùi mình xuống dưới đất, kết quả lại bị trượt chân rơi xuống dòng nước bên cạnh. Hóa ra đó không phải là một gò đất, mà là một tảng đá bị mọc rêu xanh. Cậu đổ hết nước bên trong chiếc mũ nồi của mình ra, chuẩn bị cắm rễ ở gò đất, tràn ngập nắng vàng rực rỡ. Không ngờ lại nhảy nhầm vào hang ở của cóc, cậu lại tìm thấy một gò đất được rắc đầy cỏ khô. Nhưng không có gì bất ngờ, đây lại chính là tổ của chim nhỏ. Cậu lại tìm một gò đất cao hơn hẳn, lần này cũng coi như là cắm được vào trong, nhưng kết quả lăng lốc một thôi một hồi, lại bị cây nấm ở khúc cua bật ra bên ngoài. Cũng may cậu kịp thời phản ứng, trước khi chú chuột chũi nổi cơn tanh bành thì đã chuẩn được. Quả sồi nhỏ mệt mỏi tháo bỏ mũ của mình xuống, nhẹ nhàng phủi lớp bụi ở bên trên. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, trắc trở, thì cậu vẫn muốn đối diện với nó trong trạng thái gọn gàng, sạch sẽ nhất. Nhưng chính vào lúc này, bầu trời lại đổ cơn mưa lớn. Sồi nhỏ sợ hãi đội lại chiếc mũ tiếp tục chạy. Cậu lúc này chỉ muốn tìm được một nơi có thể tránh được nước mưa là đủ. Do quá vội vàng, sốt ruột, cậu lại vô tình trượt chân ngã xuống bên dưới, rơi úp mặt vào một hố đất nhỏ ở phía trước. Quả sồi nhỏ lật người, nhìn những giọt nước mưa đang rơi xuống. Cậu không thể nào hiểu nói tại sao cậu đã cố gắng nhiều như thế, mà ngay đến cả một nơi để cho cậu an cư lạc nghiệp cũng không có. Lúc này, những giọt nước mắt của cậu giống như nước mưa không ngừng rơi xuống. Cậu càng nghĩ lại càng ấm ức. Chính vào lúc này cậu lại nhớ lại ước mơ trở thành cái cây lớn của mình. Cậu không muốn bị khuất phục nhanh như vậy, cậu cần phải kiên cường. Nếu như đã không thể tìm được một gò đất thích hợp dành cho mình, vậy thì cậu sẽ tự thân vận động,
tự tạo cho mình một gò đất thuộc về riêng mình. Cậu dầm mình trong cơn mưa, bốc từng nắm bùn bé tí từng chút, chồng lại lên nhau. Khi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, cậu lại tự vỗ vỗ vào mặt mình. Sau đó lại tiếp tục đắp đất, cuối cùng vào lúc mặt trời mọc lại vào hôm sau, cậu đã đắp xong một gò đất nhỏ khá là vừa ý dành cho riêng mình. Tuy nó không lớn nhưng cũng đủ để cắm mình vào trong. Cậu tự hào đội lại chiếc mũ cẩn thận, đem theo hoài bão của mình cắm sâu xuống đất. Cậu cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi vùng an toàn, dựa vào nỗ lực của chính mình, trở thành một cái cây nhỏ có thể bị nước mưa cuốn trôi đi bất cứ lúc nào.